Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn phương pháp tạo dạng đồ gen tự động với Microsoft Excel. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái dạng đồ gen. Dạng đồ gen là một cái dạng đồ rất là quen thuộc đối với những ai thường làm các công việc liên quan tới kế hoạch và dự án. Với bản dạng đồ gen, bạn có thể báo cáo các công việc, thể hiện các cái timeline là những cái thanh trạng thái. Ở đây mình có hai cái màu thanh trạng thái, đó là màu xanh lá, đó là màu thực tế đã hoàn thành. Và thứ hai là những cái màu sọc này, có nghĩa là cái ngày nó diễn ra trong cái kế hoạch. Ở đây mình có ngày bắt đầu, là ví dụ ngày 1 tháng 12. Mình có thể điều chỉnh cái ngày này, như là ngày mùng 10 tháng 12. Khi mình điều chỉnh cái này, bạn nhìn vào đây, bạn sẽ thấy cái dạng đồ gen nó sẽ tự động nó điều chỉnh. Và bạn cũng để ý thấy bên dạng đồ gen ở đây nó sẽ tô những cái ngày là ngày rơi vào ngày chủ nhật, tức là ngày nghỉ, thì ngày này không có làm việc, để mình đánh dấu đây là bắt đầu của một cái tuần mới. Và đến đầu mỗi tuần thì mình sẽ có những cái tuần thứ, rồi tháng, rồi vân vân, rồi thứ. Khi mình điều chỉnh cái ngày ở đây thì mọi cái thông số ở trên cái dạng đồ gen nó sẽ tự động nó thay đổi theo. Tương tự như vậy thì ở dưới này thì mình sẽ có những cái cột để mình kiểm soát cho cái dạng đồ gen của mình nó chạy, bao gồm ngày mình triển khai, thời hạn hoàn thành, ngày thực tế mình bắt đầu và ngày hoàn thành. Rất là đơn giản. Tuy nhiên, làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một cái dạng đồ gen nó hoàn toàn tự động như thế này? Đầu tiên, để tạo ra một cái dạng đồ gen như thế này, bạn cần phải có một cái bảng tính, bạn cần cái format giống như mình. Mình format từ ô A, từ cột A cho tới những cái vùng này. Đầu tiên bạn cứ tạo cái khung với giống như cái format của mình tạo. Ở đây mình tạo cái gen của mình gồm có 31 ngày cho một cái tháng dài nhất trong năm. Và ở đây mình sẽ có một số cột mà mình chia theo là đầu tiên cái dòng đầu tiên trên cái gen này nó là dòng thứ. Thứ ở đây là mình sẽ lấy tham chiếu theo cái dòng đó là ngày. Cái thứ này nó sẽ tham chiếu từ cái ngày bắt đầu, và tiếp đến cái ngày thứ hai nó sẽ bằng cái ngày đầu tiên, nó sẽ cộng thêm 1. Và khi mình chuyển ở đây thành thứ thì mình chỉ dùng cái chức năng rất là đơn giản, đó là mình sẽ vào custom và mình more number format. Ở đây mình chọn cái format của mình là date date date, 3 chữ date, thì nó sẽ format cho mình đó là thứ. Tiếp đến là mình sẽ format ngày. Thì tương tự cái thứ thì ở đây format ngày, thì bạn cũng chọn cái vùng mà bạn cần format, sau đó bạn chọn custom, rồi bạn vào more format custom, bạn chọn hai chữ dd, có nghĩa là nó sẽ trả về hai giá trị của ngày, định dạng hai con số. Tiếp đến là làm thế nào để bạn format cái tuần. Để format cái tuần thì bạn cần biết một cái hàm, đó là hàm quét neon. Ở đây mình có hàm quét neon, mình sẽ đặt một cái điều kiện như sau. Nếu cái cột H6, cái ô H6, tức là cái ô mình đang tìm này, nó bằng với lại cái ô F6, tức là trước đó một ô, nó bằng quét neon, tức là nó trả về cái tuần trước đó một ô, thì nó trả về giá trị là trống. Và nếu ngược lại thì nó sẽ trả về H6. Tương tự như vậy, mình sẽ kéo cái công thức này cho tới cuối cái bảng tính để mình format cái vùng này, thì nó sẽ fill công thức cho mình là như vậy. Sau khi mình fill thì chắc chắn nó cũng sẽ không trả về cái chữ tuần đâu, liền đâu. Thì ở đây bạn cần phải format cho này, nó sẽ về tuần, thì bạn cũng vào custom. Và sau đó bạn sẽ chọn format của bạn là chữ W, đặt trong ngoặc kép, sau đó là đến cái ký tự là số 0. Thì nó sẽ trả cho bạn về cái tuần, bắt đầu bằng chữ with hay là W. Tương tự với format tháng. Format tháng thì bạn cũng sẽ tìm được cái tháng của bạn bằng cái hàm if month. Nếu tháng của cái ô H7 này nó bằng với lại tháng của cái ô trước đó thì nó sẽ trả về giá trị là trống, ngược lại nó sẽ trả về H7. Nếu mà nó không có thỏa điều kiện thì mình cũng cho nó trả về H7 luôn. Khi bạn trả về H7, tất nhiên thì Excel nó sẽ format cho bạn theo định dạng ngày tháng năm. Bạn copy, bạn kéo công thức này cho tới cái ô cuối cùng, sau đó bạn chọn cái vùng này, bạn sẽ format lại đó là ngày cho nó trả về tháng. Để trả về tháng, bạn chọn format là 3 chữ M.
Như vậy là xong cái phần về format cái định dạng ngày cho cái gen. Tại đây bạn sẽ format, bạn bạn thử điều chỉnh ví dụ như là ngày 20 tháng 11. Thì bạn thấy là trong này nó sẽ hiển thị là cái đầu dòng này nó luôn là nó thể hiện cái tháng của mình bắt đầu là tháng nào và cái tuần bắt đầu của mình và khi mà nó hết cái tháng này nó sẽ qua cái tháng sau thì nó sẽ có cái đầu dòng của tháng sau nó là cái tháng nào nó sẽ hiển thị lên đây cho mình. Tương tự cái ngày chủ nhật nó luôn sẽ có màu xám, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình format cho các cái màu mà mình muốn tạo cho cái phím Excel. Thì thực ra đây một cái thủ thuật rất là đơn giản thôi, nếu bạn thường xuyên sử dụng cái chức năng conditional formatting thì bạn sẽ biết cách sử dụng cái này. Đầu tiên là mình sẽ mở cái, ở đây mình sẽ có một cái ô highlight ha, để mà khi mà mình chọn cái ngày mình cần highlight, ví dụ hôm nay là ngày 13 tháng 12 thì cái ô highlight này nằm ngay xuống cái ô thứ 13, tức là cái cột A. Bây giờ mình sẽ mở cái format conditional formatting lên cho bạn. Đầu tiên là mình sẽ format cho mình cái bảng tính. Cái bảng tính của mình như trong bài trước mình có hướng dẫn các bạn, để cái bảng tính của mình nó đóng khung một cách tự động khi nó có dữ liệu, thì mình dùng cái công thức là nếu cái ô A7, tức là cái nó tham chiếu ở cột đầu tiên này nó không rỗng và cái ô A8 này nó rỗng, tức là cái ô sau đó nó rỗng, thì cái format của mình là nó sẽ gạch gạch đích ngay cái dòng đó. Rồi tiếp đến công thức thứ hai của mình là mình sẽ format cho mình là cái H5 nha. Nếu cái H5 của mình, bạn tham chiếu cái cột H5 là cái cột, ngay cái cột đầu tiên là cái của cái tuần. Nếu cái tuần thứ năm của mình này mà nó không có trống thì nó sẽ trả về cái giá trị của mình là nó sẽ có một cái like. Ok. Rồi tiếp đến nếu cái H4 của mình nó cũng không trống thì nó cũng sẽ trả về cái giá trị như vậy. Mục đích của mình ở đây á là mình sẽ check là nếu mà qua một cái tuần mới này thì mình sẽ có cái like ở đây để nó ngăn cách ra, qua một cái tháng mới thì nó sẽ có một cái like màu đen ở đây nó ngăn cách ra giữa các cái tháng với nhau, để cái nhìn cái like cái dãn đồ gen của mình nó phân biệt được là tuần nào tháng nào. Như vậy mình sẽ rất là phù hợp khi mình sử dụng cái chức năng này để mình báo cáo tuần, báo cáo kỳ ạ. Quay trở lại cái bảng tính, mình sẽ sử dụng cái chức năng tiếp theo là khi mình bắt đầu một cái tuần dự án thì cái dãn đồ gen nó sẽ check cho mình. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái hàm median. Hàm median mình sẽ tham chiếu ở cái dòng số 7. Cái dòng số 7 các bạn nhớ là dòng số 7 và cái ô đầu tiên nó tham chiếu đó là cái ô H7. Ô H7 là bạn nhìn vào đây là nó đang nằm ở H7, tức là nó thứ hai đây. Nó tham chiếu ngay cái dòng H7 này và nó sẽ tham chiếu qua bên tay tay phải mình. Và bắt đầu nó sẽ tham chiếu bằng cái hàm median. Hàm median nó sẽ lọc ra ba giá trị nó tham chiếu. Thứ nhất nó lấy cái ô H7 này. Nó sẽ tham chiếu với hai cái ô. Thứ nhất là cái ô A8. Ô A8 mình cố định cái cột A8 để nó tham chiếu xuống dưới ạ. Ô A8 là đây. Rồi sau đó nó sẽ tham chiếu tiếp cái cột D8, có nghĩa là cái thời hạn hoàn thành để mà nó tạo ra cái dãn đồ gen, nó sẽ có cái sọc này nếu mà cái giá trị H7 mình nó rơi vào trong những cái giá trị A8 cho tới D8 thì nó sẽ trả về cái này. Format của mình ở đây mình chọn format, bạn vào field, bạn chọn pattern style thì ở đây bạn chọn bất kỳ một cái kiểu sọc nào, bạn có thể bạn thay đổi cái kiểu sọc tùy ý với bạn. Bạn có thể thay đổi kiểu sọc, như nãy mình thay đổi cái kiểu sọc thì nó sẽ ra cho mình một cái màu khác. Mình có thể click bớt đi. Đến mình sẽ format cái công việc mà nó đã hoàn thành, thì công việc đã hoàn thành nó cũng check y chang như cái công việc nằm trong kế hoạch, nó chỉ khác là nó tham chiếu cái ô H7.
định cái dòng ha, cái dòng số 7 nó di chuyển cái cột. Tiếp đến sử dụng cái hàm median để nó tham chiếu ở hai cái cột là cái thực tế bắt đầu là cái ơ ơ chín mình cố định cột ơ và mình di chuyển cái dòng số 9. Tiếp đến là ngày hoàn thành mình cố định cột F và di chuyển cái dòng để nó tham chiếu cái giá trị cho mình. À, ở đây cái vùng mình tham chiếu là hiện mình đang giới hạn cái vùng từ H9 tới A26 thôi. À, nhưng bạn cũng có thể giới thiệu hạn cho cái vùng tham chiếu của bạn là nó tới cuối cùng. À. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại cái ngày chủ nhật. À, nếu cái ngày của mình cần tìm nó rơi vào cái ngày chủ nhật thì mình sử dụng cái hàm Weekday. Hàm Weekday nó sẽ tham chiếu cái cột H6. À, bạn để ý là cái cột H6 đây. Hoặc cũng có thể là cái cột H7. Tùy bạn muốn chọn cột nào cũng được. Nếu bạn chọn H7 thì cái vùng tham chiếu của bạn phải điều chỉnh một tí. Nó trả về giá trị là một, có nghĩa là ngày thứ nhất, tức là ngày chủ nhật thì mình sẽ thỏa mãn cái điều kiện này thì nó sẽ format cho mình nó là màu xám. Và bạn fill bạn sẽ chọn đây màu xám và bạn nhấn OK. À, thì như vậy thì cái màu xám nó sẽ hiển thị những cái ngày nào là ngày chủ nhật thì nó sẽ hiển thị cái màu xám cho bạn. À, rất là đơn giản ha. Rồi tiếp đến là bạn format cái cột highlight. À, ở đây bạn thấy cái cột highlight của mình nó sẽ tham chiếu cái dữ liệu ở cái ô C5 này. Giả sử như cái cột highlight của mình giới thiệu vào ngày 1 tháng 12. À, thì highlight nó sẽ tự động nó điều chỉnh vào ngày 1 tháng 12, nó highlight cái vùng này. Thì là làm thế nào để nó highlight thì bạn cũng sẽ ở cái này lên bạn kiểm tra lại. Để highlight đầu tiên bạn sẽ chọn cái vùng bạn cần highlight, đó là cái vùng từ H8 tới AL8. À, tiếp đến H8 bạn ở đây bạn chọn hết cái vùng bảng tính ha. Rồi sau đó bạn sẽ chọn cái điều kiện của bạn, cái công thức của bạn đó là cái ô H6. Mình cố định cái dòng số 6 và mình di chuyển cái cột H, nó sẽ bằng với đúng cái giá trị của ô C5, là mình giữ cái giá trị C5 này nó trị tuyệt đối, có nghĩa là nó sẽ không có bị dịch chuyển trong khi cái công thức mình nó thay đổi. Nếu nó thỏa cái điều kiện này thì cái cột này nó sẽ highlight lên cho bạn. À, như vậy với cái cách thiết lập này thì bạn có thể format được cái công thức của bạn một cách rất là đơn giản, đầy đủ, và bạn có thể mình áp dụng được cho cái các cái báo cáo dự án, báo cáo kế hoạch của bạn rất là đơn giản. Và khi mà mình nhìn vào đây thì mình thấy nó rất là bắt mắt. À, hy vọng cái hướng dẫn này sẽ giúp ích nhiều cho công việc của bạn. À, nếu bạn quan tâm